Cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn giữ màn hình. Và tiếp theo đây là phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump thay thế Giám đốc Ủy ban tranh cử của năm 2020. Được biết vào tối thứ Tư, qua Twitter, Tổng thống Trump loan báo là đưa ông Stepien, người từng là Giám đốc Chính trị Tòa Bạch Ốc trong 2 năm đầu cầm quyền của ông Trump, vào chức vụ Giám đốc Ủy ban tranh cử 2020 thay thế cho ông Pascal. Tổng thống cũng cho biết là ông Pascal sẽ tiếp tục ở lại trong chức vụ cố vấn cao cấp cho Ủy ban, đứng đầu phần vụ về chiến lược liên quan đến thu thập dữ liệu và quảng cáo qua mạng. Ông Stepien trước đây từng là chủ tịch ủy ban tranh cử của cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie, và cũng là phó giám đốc truyền thông cho ủy ban tái tranh cử của ông Trump kể từ đầu năm nay. Ông Pascal được giao nhiệm vụ điều hành ủy ban tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 năm 2018 để chuẩn bị cho cuộc tranh cử của năm 2020. Hoa Kỳ ghi nhận thêm 67.632 người đã nhiễm COVID-19. Trong 24 giờ vừa qua, Hoa Kỳ đã có thêm 63.752 ca nhiễm mới và hiện tại số người bị nhiễm ở Hoa Kỳ là 3.608.829 người và 139.978 người đã chết. Tình hình ở các tiểu bang miền Nam vẫn rất nghiêm trọng. Tiểu bang Florida báo cáo thêm 100.000 ca mới trong 10 ngày qua. Khu chăm sóc đặc biệt ICU tại 44 bệnh viện ở Florida đã không còn khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân. Trong khi đó, thì Texas ghi nhận thêm 10.791 ca mới, mức tăng trong một ngày đã cao kỷ lục. Ngày 15 tháng 7, thống đốc tiểu bang Oklahoma Kevin Stitt được xác nhận là dương tính với virus COVID-19. Đây là thống đốc đầu tiên đã bị nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, số ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ tăng vọt trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở khu vực miền Nam và miền Tây, sau khi các vị thống đốc bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Số ca nhiễm mới tại Hoa Kỳ hiện nay trung bình ở khoảng 60.000 ca trong một ngày. Thẩm phán tối cao pháp viện của Hoa Kỳ bà Ruth Ginsburg đã được xuất viện. Thưa quý vị, nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg đã được cho rời khỏi bệnh viện ở tại Baltimore sau khi được chữa trị một bệnh nhiễm trùng nhẹ. Và đây cũng là vấn đề sức khỏe mới nhất của thành viên lớn tuổi nhất của tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Bà Ginsburg, 87 tuổi, đã trải qua một ca giải phẫu nhẹ tại bệnh viện Johns Hopkins vào thứ Ba để tẩy trùng một ống dẫn túi mật được cấy ghép vào tháng 8 của năm ngoái. Bà Ginsburg bắt đầu được kiểm tra tại một bệnh viện ở Washington vào tối thứ Hai sau khi bà bị sốt và bị nóng lạnh. Sức khỏe của bà Ginsburg, một người thuộc khuynh hướng cấp tiến, được theo dõi sát sao bởi vì một chỗ trống tại tối cao pháp viện sẽ giúp Tổng thống Cộng hòa, đó là ông Donald Trump, có cơ hội bổ nhiệm thêm thẩm phán thứ ba thuộc phe bảo thủ vào tòa án, vốn có 9 thành viên, và đưa tòa án cao nhất của Hoa Kỳ nghiêng xa hơn về phía cánh hữu. Diễn hành Hoa Hồng 2021 đã bị hủy vì COVID-19 lần đầu tiên trong 75 năm. Thông báo này được ban tổ chức loan báo vào sáng thứ Tư 15 tháng 7. Và đây là lần đầu tiên trong 75 năm chương trình mừng năm mới nổi tiếng ở tại thành phố Pasadena của California đã bị hủy bỏ. Lần gần đây nhất mà cuộc diễn hành bị hủy là trong khoảng năm 1942 đến năm 1945 vào thời đệ nhị thế chiến. Ông David S., giám đốc điều hành diễn hành Hoa Hồng cho hay ban đầu, ban tổ chức hy vọng có thể tổ chức cuộc diễn hành một cách an toàn. Sau vài tuần nghiên cứu, họ nhận thấy rõ ràng không thể làm được như vậy. Và thay vào đó, chương trình này đang cân nhắc nhiều cách khác để mừng năm mới. Cách đây vài tuần, ban tổ chức cuộc diễn hành phối hợp với giới chức y tế trường USC Keck School of Medicine để làm báo cáo về việc có tổ chức diễn hành được hay không. Bản báo cáo kết luận rằng cuộc diễn hành và các hoạt động liên quan sẽ chắc chắn khiến đông người tụ tập gần nhau và làm tăng nguy cơ virus lây lan. Nhiều cửa tiệm tại Hoa Kỳ buộc khách hàng của họ phải đeo khẩu trang. Trước tiên là công ty Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, vừa có quyết định là yêu cầu tất cả các khách hàng của họ khi vào tiệm phải đeo khẩu trang. Biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ tuần tới, vào ngày thứ Hai 20 tháng 7. Trong khi đó, thì công ty Starbucks hồi tuần qua nói là sẽ yêu cầu khách hàng phải che mặt hoặc đeo khẩu trang tại tất cả 9.000 cửa tiệm do họ làm chủ ở khắp nước Mỹ, khởi sự từ ngày 15 tháng 7. Công ty Best Buy hôm thứ Ba cũng loan báo sẽ yêu cầu khách vào khoảng 1.000 tiệm của họ phải đeo khẩu trang. Công ty Costco đã khởi sự yêu cầu tất cả các khách hàng đeo khẩu trang khi vào tiệm kể từ tháng 5 tới nay. Phần lớn các công ty bán lẻ lớn cũng như là các công ty chủ siêu thị lúc đầu thì ngần ngại không muốn đưa ra yêu cầu đeo khẩu trang với lại khách hàng trong thời kỳ đại dịch. Twitter đã bị tin tặc tấn công
Và cuối ngày 15 tháng 7, Twitter cho biết tin tặc đã giành được quyền kiểm soát thông tin đăng nhập dành cho nhân viên để chiếm đoạt các tài khoản, bao gồm của các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và tỷ phú công nghệ người sáng lập ra Tesla Elon Musk. Tuyên bố của Twitter xác nhận nỗi sợ hãi của các chuyên gia bảo mật rằng chính mạng xã hội này chứ không phải người sử dụng đã bị xâm nhập. Vụ đột nhập bất thường xảy ra trên Twitter ngày 15 tháng 7 khiến mạng xã hội nổi tiếng phải nhanh chóng phong tỏa một số tài khoản được theo dõi rộng rãi nhất, đang đặt ra câu hỏi về an ninh và khả năng phục hồi của nền tảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tiếp theo là tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay với chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones 26.708.78, tức là giảm 161.32 điểm. Chỉ số Nasdaq 10.455.14, tức là giảm 95.35 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay là 3.210.54, tức là giảm 16.02 điểm. Phân lời, công cổ phiếu 10 năm ngày hôm nay là 0.6120, tức là giảm 0.018 điểm. Và giá dầu thô ngày hôm nay là 40 đồng 75 sen, giảm đi 0.45 sen trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.795.90 sen trong một ounce, giảm 17.90 sen trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 50.400.000 đồng một lượng, bán ra là 50.600.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.260 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.